quả sim tím bổ thận tráng dương ngâm rượu cực ngon sim là một vị thuốc nam tốt cho tiêu hóa và sức khỏe ngoài qua quả sim còn dùng ngâm rượu làm đồ uống rất ngon và tốt cho tiêu hóa theo tài liệu cổ quả sim còn gọi là đương lê sơn nhậm nhậm tử đào kim nương sim là cây thuốc vô cùng quen thuộc với người dân việt nam từ khắp các tỉnh từ đồng bằng đến trung du miền núi đều có sự phân bố của cây thuốc này là một cây có hoa đẹp và có màu tím nên sim đã có nhiều sự tích và cả những bài hát hay về loài hoa màu tím. Sim là một cây nhỏ cao 1 mét âm 1,5 m lá nhắn, hoa màu tím, quả mọng màu tím sẫm, hạt nhiều hình móng ngựa. Cây sim mọc hoang rất nhiều tại những vùng đồi trọc miền Trung Du nước ta. Tại Trung Bộ và Nam Bộ cũng có. Cây còn mọc ở miền Nam Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Indonesia, các nước vùng nhiệt đới châu Á. Tại Việt Nam, người ta không trồng. Nhưng ở Philippines, người ta trồng để lấy quả. Ta dùng quả và búp sim tươi hay phơi khô làm thuốc. Công dụng và liều dùng. Tại một vài vùng ở Việt Nam người ta dùng búp và lá sim non sắc uống điều trị bệnh đi ỉa lòng, đi lị, hoặc dùng để rửa vết thương, vết loét, mặt có đài nổi lên trông giống móng ngựa. Theo tài liệu cây này mọc ở khắp Việt Nam, theo sự nghiên cứu của Nhật Bản, thì trong vỏ và lá có ankalu gọi là cóc có tác dụng giống như chất quero. Sau đây là một số công dụng chính của cây sim quả dùng để ăn điều trị bệnh thiếu máu, xuất tinh sớm. Một vài nơi dùng để chế rượu như rượu nho uống rất ngon, thường dùng loại sim lá nhãn, loại sim quả lớn. Rượu sim có tác dụng tăng cường sinh lý và rất tốt cho tiêu hóa, dễ sim, điều trị đầy bụng, ăn uống khó tiêu, tốt cho xương khớp. Lá sim điều trị tiêu chảy, lị, nhiễm khuẩn đường ruột, cách dùng sim làm thuốc, điều trị thiếu máu, hoa mắt, chóng mặt, quả sim khô 15 gram, hoặc tươi 30 gram, long nhãn 15 gram. Đường phèn 20g sắc uống trong ngày. Điều trị xuất tinh sớm. Quả sim khô 60g. Không một quả trứng gà. 30g đường phèn 20ml rượu trắng 500ml nước đun sôi nhỏ lửa còn 300ml nước uống trước khi đi ngủ. Ngày uống 20 đến 30 búp hay lá non dưới dạng thuốc sắc. Dùng đắp ngoài da không kể liều lượng. Cách chế rượu từ quả sim, nguyên liệu, 1kg quả sim khô, hoặc 2kg quả tươi, rượu trắng 40 độ, 2 lít, cách ngâm sim để nguyên quả, sim khô sao vàng hạ thổ trước khi ngâm. Sim đem ngâm với rượu trong thời gian 15 đến 20 ngày là dùng được. Mùi vị của rượu sim. Rượu sim có màu tím thấm, vị ngọt, chua, hơi chát, uống rất hay. Tác dụng của rượu sim là đồ uống khai vị, dùng trong các bữa tiệc. Rượu sim có vị dễ uống, có tác dụng tăng cường sinh lý, điều trị xuất tính sớm cực tốt. Ngoài ra rượu sim còn rất tốt cho tiêu hóa nhất là những bệnh nhân bị bệnh đường ruột. Lưu ý! tránh nhầm lẫn với cây mùa. Ở nhiều nơi nhất là các tỉnh đồng bằng có rất nhiều cây mua, cây có hoa màu tím, quả nhỏ có lông. Quả mua vẫn có thể dùng ngâm rượu nhưng có vị chát hơn quả sim một chút. Rượu sim thì thơm ngon và đặn đà hơn. Chú ý, khi ngâm sim tươi bạn phải phơi qua một đến hai nắng để khô bớt nước. Nếu để quả tươi ngâm rượu rất dễ bị hỏng, có mùi khó chịu. Chú thích, ngoài loại sim chúng tôi mô tả, còn có một loại sim khác cây sim lớn với công dụng giống như loại sim đã kể trên theo chúng tôi được biết loại sim này mọc nhiều ở philippines và được trồng để làm rượu ở nước ta cũng có ở một số tỉnh miền núi tại việt nam đã tìm thấy sự phân bố của loài này hiện nay tại một số tỉnh miền núi phía bắc và ven biển khu vực miền trung và miền nam nước ta đặc biệt là ở đảo phú quốc loại sim lớn này mọc rất nhiều và người dân thường sử dụng để làm rượu uống rất ngon và nhiều công dụng không khác gì rượu nhau địa chỉ bán quả sim tím Mua quả sim ở đâu? Loại sim lá nhẵn quả lớn mọc rất nhiều ở sườn đồi các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là ở Điện Biên. Thời gian tháng 8 đến tháng 11 đang là lúc sim cho quả chín. Hiện nay công ty thảo dược số 1 đang thu hái và bán quả sim rừng, dùng ngâm rượu uống rất ngon và tốt cho tiêu hóa. Quý khán giả có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ghi trên màn hình. 0982957282, thảo dược số 1 nơi đồng hành cùng sức khỏe bạn.